Bác nông dân ơi, bác có mệt mỏi vì sâu bệnh tàn phá mùa màng không? Hãy thử ngay Goldbem 777 với bác. Goldbem 777 P là giải pháp tuyệt vời để xử lý bệnh đốm mặt của và thán thư đấy. Công thức đặc biệt của thuốc sẽ bảo vệ cây trồng khỏi những kẻ phá hoại này. Chỉ cần dùng một lần là bác sẽ thấy hiệu quả ngay. Goldbem 777 BVP không chỉ diệt trừ nấm bệnh mà còn giúp cây phát triển khỏe mạnh hơn nữa. Cách dùng cũng đơn giản lắm. Bác chỉ cần pha một ít Goldbem 777 BVP với nước rồi phun đều lên cây là được. Đừng để đốm mặt cửa và thán thư làm hỏng mùa vụ của bác nữa. Hãy chọn Goldbem 777 BVP để bảo vệ cây cho mùa màng bội thu nhé. Muốn biết thêm thông tin, bác truy cập drplant.vn nha. Goldbem 777 BVP mang đến mùa màng xanh tươi, năng suất cao.